nghĩ là kịp. Không yên. Ngồi. Ôi chị cha. Hai trăm rưỡi. Tóc này da em về cũng đỡ khô với lại đã lắm. Có cái nắng có sáng nữa. Nhưng mà em bịt kỹ giúp chị nghe. Đi nắng này. Đúng rồi, đen lên. Nám, nám, nám rồi đó. Nám, nám chân sâu em không làm được, khó chữa lắm. Nữa thì tiêm. Tiêm cho nó đỡ nhưng mà... ok em. Nghe em ơi. Chiều nay em qua lễ mổ đúng chị Long. Ừ, nhưng mà em là chị hết nhận làm mẫu rồi nghe, làm mặn bình thường hả? Dạ. Ừ. Dạ. Rồi em khi nào em qua mấy giờ? Mấy giờ con Hưng đi mấy giờ? 1-2 giờ chứ. 1-2 giờ chứ đó em qua chị. Ok em nha. Dạ. Ok ok. Làm mẫu 2 lần thôi chứ. Nói thì không biết chứ.
Mấy bà buông qua bên thấy xong mình sợ. Biết là không, chỉ bà nói là bà giàu lắm đó, hồi trước là giàu lắm mà sao bị phá sản. Chỉ không phải là phá sản gì mà bị, nói chung là cũng bị tà lê đó. Nói chung trừ là vừa vừa nghèo bởi cuộc sống đâu biết cái điều chi đâu. Bởi chị nói cứ mình cứ sống cho nó ok đi là được rồi, dùng ngó nha. Chứ đào xuống một cái là ta nói là có tiền cũng mệt. Thấy chị đi, đi không được nữa, thấy ngang mệt rồi, chân tay không làm việc được là thấy bừa rồi đó. Không mày. Nào bữa nay chị cũng phải lo uống cái khớp á, do chị thấy chị cũng bị nặng rồi. Uống cái gọi là glucosamin nó cho nó tốt hơn gì nha. Là cái gì đó? Khớp đó. Ừ. Mà em đi mà chân đau đi mà mới đứng dậy thì tao lấy ngồi đứng dậy đi. Khớp đó, khớp là nó keo, nó không có chấp nhận. Đó, bôi trơn đó. Ừ. Mà em uống cái nó cái đỡ đi lại bình thường đó. Ừ. Nhưng mà cái nó mua ở đâu chẳng chuẩn? Em có bà chị bên ba chỗ bên Mỹ kìa, gửi hàng về. Mà ít bữa mình nấu về nè, đem về nè. Thì đem về nè, để chị em cho chị xem cái nó hơi đúng không? Phải cái hộp màu to to nữa không? Cái viên to. Đỏ đỏ đúng không? Cái hộp đỏ đỏ đúng không? Mình thấy mình nấu cũng mua chứ hàng bên hàng giả nhiều lắm. Nên là để mình nấu đem về luôn. Ừ. Nhưng mà bay nấu ok. Xem gửi chị để chị nhờ mình nấu đem về. Chị mua cho mẹ chị nữa. Nhờ mua giùm. Chị mua mấy cái nấm quý hơn. Vì ở đây mình mua không có kìa. Là Mino tháng 7 về cầm về luôn nhau khỏe à. Nói chung mình biết được ai nhờ cũng khỏe. Đúng hàng đi chứ hàng giả nhiều lắm. Mà chị thấy bán thuốc mà bán hàng giả thì ác quá. Người ta bị bậy nó còn uống đúng hơn giả nữa. Là nó làm cái nó thôi. Nghiệp đầy mình. Bán thuốc đau rồi. Mà thuốc có kỳ nào. Làm nó thì hậu quả mình sao nên mình bị bệnh nó không chữa được luôn rồi mà rủa. Nói chung hại người là trước sau gì mình cũng bị ha. Làm gì đừng hại ai được. Làm tốt cho họ thì trời còn dùng nó với mình. Nhiều khi không phải người nó trả mà người khác. Là người khác chứ. Nói chung là sống là có nhân có quả. Màu xưa trả trí, trả nhanh. Trả ngay lập tức luôn. Trả nhanh quá đã không kịp ấy. Chúng ta phải tiến tiến vậy. Phải tiến tiến nha. Xong cái hai cái này thế phá nước rồi dao này nặng xuống hơn kìa. Nặng như phê à. Dãy chồng đau lắm, nước mắt tràn ra.